Thì chị Mimi là ý định chị Mimi là nghe đâu là chị Mimi đến với lần Nhật là sau đó là chị đưa đưa Nhật qua Mỹ luôn đúng chị Mimi? Đúng rồi, nếu mà mình về bên đó mình quay tình hình xong xuôi hết mọi chuyện được là mình sẽ bảo lãnh cho Nhật và năm con qua Mỹ cho tương lai con của Nhật rạng sáng luôn. Mimi, cho em hỏi chị Mimi năm nay là u bao nhiêu rồi chị Mimi? Mimi u mới có 42 à. Chà, giải cứu Nhật cái cuộc đời từ bùn đen vực thẳm trở thành một cái đại gia đúng không? À, mà không phải là ở bên đất cần, không phải là ở bên đất cần nước nữa mà là đại gia ở bên Mỹ. Rối rắm như vậy rồi mà còn nhiều ưu đến nữa thì em nghe chị Mimi sẽ quyết tâm là về Việt Nam gấp luôn đúng không chị Mimi? Đúng. Thì nếu mà cứ dạy hoài thì mình sẽ bay về. Chị Mimi gửi lời là các u đó sẽ không cạnh tranh nổi với chị Mimi đâu, đúng không? Chị Mimi tự tin. Dạ. Cho nên là né né xa Nhật ra. Nhật là bây giờ nó đang 100 tuổi là sung sức như trâu hút mã đó. Mà nó chị Mimi liệu chừng là cái vấn đề này kia nó có đáp ứng đủ nhu cầu cho Nhật không chị Mimi? Trời ơi, nói vậy chứ khi mà gần trai gái gần nhau thì nó khác. Yeah. Hiểu không? Tại mình ở xa thôi chứ trai gái gần nhau nó khác. Chứ tại mới có 42 mà đâu có già lắm đâu. Còn mấy u kia cho tới 40 mấy, 50 mấy mà còn sung sức mà Mimi mới có 42 đấy mà. Còn một vấn đề là em muốn hỏi chị Mimi nè. Rồi Nhật nó cứ đục là nó đẻ rồi. Thì 5 năm đứa con này chị cũng biết rồi. Mà cái sự sung mãn của nó thì nó cũng nói trong những clip trước là có một đêm nó dập 10 cái là một bao nhiêu nháy đó. Thì liệu chừng là chị Mimi là sức khỏe thì đáp ứng nổi cái mà vấn đề tâm lý rồi. Còn cái vấn đề mà đẻ con thì như thế nào chị Mimi? Rồi bây giờ nói tới con Mimi nói cho nghe nè. Nói là bây giờ có u nọ u đồ mình cũng thấy với chị Mimi là có tương lai hơn. Thì cái suy nghĩ của Nhật có thấy cũng là đúng đó, cũng là hay. Nói là tiếng Anh hay tiếng Mỹ gì đó chị Mimi hót cho em một câu để cho cộng đồng người ta nghe được không ạ? Hi, how are you? Yeah. Good morning. I love everybody. I hope everybody feel good. Don't think about me. I am the bad girl. I am living American. À, em chào chị Mimi nha. Ôi, chào Lực Toàn khỏe không? Dạ, em khỏe chị. Dạo này chị Mimi có khỏe không? Dạo này chị Mimi buồn. Tại vì qua mấy cái clip thấy cũng hơi bị buồn. Nhưng mà chị Mimi sẽ quyết tâm ráng đợi cho Nhật đi ly dị vợ trước. Mình làm một cái gì là mình phải coi trước coi sau, hiểu không? Để cho Nhật ly dị đi. Rồi bắt đầu á là Mimi mới về tới Việt Nam. Rồi gặp Nhật. Rồi thăm con của Nhật. Đó. Rồi mới nói chuyện với gia đình Nhật. Rồi bắt đầu mới giải quyết là để coi để tình hình ra sao. Rồi giúp đỡ mấy đứa nhỏ với Nhật. Để cho diệt hết những cái U, cái Y, cái A đi. Mấy cái U này tầm bậy tầm bạ quá. Mình làm một cái gì á là mình phải nhìn trước nhìn sau. Mình phải coi á, là gia đình người ta ly dị chưa, rồi cuộc sống như thế nào chứ đâu có phải thấy đâu mà nhảy tới mắc mặt chết. Là mấy ngày hôm nay chị Mimi là chị buồn là chị nghe cái thông tin là Nhật đã bị các U40, 50 và chuẩn bị 60, 70 bao vây đúng không? Cho nên là chị Mimi là tinh thần bây giờ là xuống sức và đang rất là lo lắng là sẽ mất đi cái ý trung nhân của mình mà mình đã chọn ngay từ đầu ha. Đúng rồi, nên như vậy chị Mimi mới lại quyết tâm đó là để cho Nhật xong xuôi giấy tờ ly dị vợ con đâu ra đó. Chứ còn mình không có làm tầm bậy được, dù sao đi nữa mình làm một cái gì mình phải quay rõ cho đàng hoàng. Dạ, thì là chị Mimi là ý định chị Mimi là nghe đâu là chị Mimi đến với lần Nhật là sau đó là chị đưa Nhật qua Mỹ luôn đúng chị Mimi? Đúng rồi, nếu mà mình về bên đó mình quay tình hình xong xuôi hết mọi chuyện được là mình sẽ bảo lãnh cho Nhật và năm con qua Mỹ cho tương lai con của Nhật rạng sáng luôn. Chứ còn mà mấy U mấy A gì đâu mà thấy tới toàn là U nào U nấy, rồi toàn là không lo cho mình được mà làm sao lo cho năm đứa con của Nhật được. Làm cho tinh thần của Nhật á là bây giờ là đều phải khủng hoảng luôn.
Mimi coi mấy cái clip Mimi thấy thấy ngực khủng hoảng luôn. Dạ. Mà làm như vậy thì kỳ quá. Nên á, bây giờ là lực toàn mới, cái giọng mới của Mimi bữa trước nói với Nhật sau mà bây giờ ngày hôm nay là Mimi vẫn gọi nhờ lực toàn giúp giùm cho Mimi là nói lại với Nhật và cộng đồng mạng để cho hiểu. Với lại là đừng có giống như là trách móc nữa. Đôi khi những cái cô đó cũng thiệt thà. Nên thôi bỏ qua cho mấy tổ. Dạ, chị Mimi cho em hỏi chị Mimi năm nay là u bao nhiêu rồi chị Mimi? Mimi u mới có 42 à. Chà, u 42 là cái tuổi u này là đẹp ạ. À. Là hơn u 40 có 2 thôi, vậy là bằng chị Thắm rồi đó, bằng chị Thắm về làng á, chị Thắm cũng sinh năm 82. Vậy là cũng tính là 42. Dạ. À, yeah. Thì chắc có lẽ rằng là trong thời gian vừa rồi là chị Mimi là nghe cái thông tin mà chị Mimi ở xa, chị Mimi không có xử lý được, cho nên là chị Mimi rất là đau buồn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Tại vì bây giờ với lại cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Mimi muốn nhập cái là phải ly dị vợ cho xong đi, giấy tờ đâu vô đó đi. Là còn biết không? Chứ còn mà Mimi chưa có xong xuôi, Mimi chưa có giải quyết được chuyện vậy á, xong xuôi đi. À. Chuyện gì cũng còn có đó. Chứ bây giờ mà u này chạy tới u kia, chạy tới u nọ, cái đợt cuối cùng mới giật không biết cái u nào luôn, mà thành là u gì. Dạ. Khối u ra luôn là chết cha luôn á. Nguy hiểm lắm á. U này mà đến nhiều lần nó trở thành khối u là lúc đó là khó trị á chị Mimi ha. Thì đó thấy không? Nên vì vậy ta đã bữa trước lại nói chuyện với Nhật rồi, nói là coi như là đâu có nghĩ là mấy u đó là tới gọi hỏi thăm này kia, mà đâu ngờ là mấy u đó đi thẳng tới luôn. Dạ. Làm cho Nhật bị khủng hoảng luôn. Thì em cũng lo lắng cho Nhật nè, cho nên là với lại lo lắng là chị Mimi là chị là người đầu tiên gọi như là đến với Nhật là mở lời đầu tiên đó. Mà bây giờ về là bị cạnh tranh như vậy thì không biết là chị Mimi như thế nào. Ngày hôm nay chị Mimi gọi điện cho em mừng quá trời luôn. Thì đó, thì để cho mình vẫn theo dõi mấy cái clip rồi xong xuôi đâu vô đó, rồi mình cũng coi tình hình ra sao, rồi mình mới gọi cho lực toàn và lực toàn nói lại với Nhật là mọi thứ là Mimi quyết định như vậy đó. Yeah. Thì theo Nhật toàn nghĩ ra sao, rồi cũng nhờ bà con cộng đồng mạng cũng phải thông cảm và hiểu cho những cái cô u trước đây đi. Yeah. Thôi chuyện gì đã qua rồi, vui vẻ đi. Nói chung là chị Mimi là tự tin về cái khả năng mà chị chiếm được cái con tim của ông Nhật là bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc mình tự tin thì mình cũng có cái tự tin trong đó. Tại vì trong cái tự tin thì chắc Nhật cũng hiểu mình là vì mình ở xa rồi mình về mình sẽ giúp đỡ cho con của Nhật ra đi á. Thì yeah. Trong cái tự tin của mình cũng hết 70% rồi. À, là 70% là cảm giác là ok rồi đó. Em thấy chị Mimi là suy nghĩ về cái vấn đề là chờ. Tức là giải quyết xong xuôi cái mọi cái việc với lại vợ của Nhật rồi này kia là pháp lý đó, là ok rồi. Bắt đầu lúc đúng đó rồi. Chị Mimi mới tính đến cái phương án là để gọi như là giải cứu Nhật cái cuộc đời từ bùn đen vực thẳm trở thành một cái đại gia đúng không? Mà không phải là ở đúng bên rồi, đất cần rồi. Không phải là ở bên đất cần nước nữa, mà là đại gia ở bên Mỹ đó. Nghe thấy cái thấy cái này đại là gia ở USA. Dạ, USA luôn. Là nghe... USA, dạ, USA là American. Dạ. Em nghe đến cái chữ xong đó. Xong rồi Mimi nhờ lực toàn hỏi giùm thêm và cho Nhật cái cảm giác Nhật khi mà Mimi gọi cho lực toàn rồi nhắn lại cho lực Nhật thì Nhật cảm giác thấy ra sao, phải cho Mimi hiểu nữa. Dạ. Rõ cái thực tế như thế nào nữa. Dạ. Chứ còn bây giờ mình cứ tiến tới, nhưng mà Nhật nhiều khi Nhật biết đâu ngày mai ngày mốt hay ngày hôm nào Nhật gặp mà em nào trẻ hơn cái u này nữa là rồi Nhật quên cái u này thì sao? À, là ý là đang sợ Nhật là vậy, như là thấy hoa rồi quên bướm, mà thấy bướm rồi quên hoa đấy ha. Đó đó. Dạ. Đó 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 đúng y đó. Thấy không? Dạ. Tại vì bây giờ Mimi ở xa quá. Thấy không? Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ mình phải hỏi Nhật là bây giờ được quyết định như thế nào, thấy như thế nào đó, bây giờ Mimi gọi về vậy đó.
nói chuyện rõ ràng như vậy đó, thì Dạ. cái cảm giác của Nhật ra sao, có quyết định giống như cái ý kiến của Mimi không? Dạ. Cái nhận Thì định của Mimi đó như vậy đó, bây giờ Nhật có đồng ý hay không? Mimi vẫn đợi Nhật cho tới khi ngài ra tòa ly dị xong xuôi đi. nói chung là bao lâu em cũng chờ đó. Đó, bao lâu, tại vì cái mình chờ có đầy rồi thì bây giờ mình chờ còn bao lâu đâu, một năm hai năm cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà em ngại như thế này nè, tại vì chị cũng ở xa xôi, rồi trong cái thời gian này thì Nhật nó đang rối rắm và nó cũng đang thiếu đi cái vấn đề về về phụ nữ. Một người đàn ông như nó rất là sung mới đẻ lên 5 đứa con vậy đó chị. Rồi em sợ là không biết là nó có chờ đợi được hay không, hay là như này như kia nữa đây, rồi làm cho chị hụt hẫng, rồi chị lại phải đau khổ thêm một lần nữa đây nè chứ. À mà em hỏi chị là trước đó có chưa mà để mà đau khổ nữa đây nè, chị phải nói rõ để em biết nữa chứ. Trước đó tại vì bây giờ mình nói cho được toàn nghe nè, thì bây giờ mình á, trong cái cuộc sống thì hồi mình cũng có gia đình, mà bây giờ ba mấy đứa nhỏ mất rồi thì mình ở vậy đó, mình nuôi con, thì bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh của Nhật như vậy mình cũng thấy tội nghiệp, thì con mình nó cũng lớn rồi, nó chuẩn bị nó ra đại học hết rồi đó. Thì nói chung là chị cô đơn trong vòng bao nhiêu năm rồi chị? Cô đơn á, nó cô đơn là mười mấy năm rồi, cũng gần cách chục năm thôi, chứ chục năm chứ còn với lại là toàn biết sao, mình đi làm hồi cái thời gian mình lo cho con mình á, nên mình không có cái thời gian đi chơi hay là bạn bè, không có cái thời gian đó, tại vì ở Mỹ đây nó rất là lu bu, ví dụ sáng mình đi họ đi làm rồi tối về phải lo con cái rồi đủ thứ á, mình rất là bận rộn. Mình thì nói về cái chuyện mà nấu nướng nhà cửa con cái thì thôi là khỏi nói, mình mấy cái đó là mình lo dữ lắm, Nói chung nên là mình thương con nít lắm. chị Mimi là phải nói đến là tuyệt vời trong cái khâu mà chăm sóc chồng và gọi như là những cái nhu cầu thiếu thốn là chị Mimi có sẵn sàng là đáp ứng hết từ A đến Z ha. Đúng rồi, đúng rồi. Với Rồi. lại là bây giờ á, được toàn biết sao, trong cái thời gian này á, là mấy u kia tới á, thì Nhật nói là bây giờ để Nhật ly dị vợ con cái đã, vợ ly dị giục vợ đó, mà bây giờ á, là bây giờ mẹ chẳng lẽ mình đi về một cái thì mình cũng giống như những người đó, thấy không, mình đâu có thể làm như vậy được, mình phải từ từ đợi thời gian, đúng không. Với lại á, lực toàn biết không, thông cảm, nhiều khi cái tiếng Mimi cũng đi qua Mỹ lâu á, nhiều khi nói cái từ, nhiều cái từ nó cũng không có được giống như xuyên xẻo giống như ở Việt Nam mình nói nó dễ, có nhiều khi cũng hơi bị vấp á, nên cũng phải thông cảm cho Mimi Không, nha. em nghe giọng chị Mimi này là 42 nhưng mà em nghĩ đâu là chị Mimi mới khoảng có 22 thôi. À 24 thôi, ngược Hay lại á. không, 24 là thành nó cộng lại là 42 đó, nó đi ngược lại. Chị Mimi nói rất là rõ và rất là ngọt ngào luôn. Cái này mà những người đàn ông nào mà ấy là trái tim sẽ rung rung động và sẽ là rớt ra ngoài luôn á. Bây giờ có một cái á, bây giờ mình thông cảm cho mấy anh trái tim rung động, nhưng mà ảnh đâu có thông cảm cho mình, tại vì Mimi không có thời gian. Và bây giờ con của Mimi lớn rồi nè, và Nói Mimi bây giờ mới có một cái thời gian, thì khi mà trong khi mình có cái thời gian thì mình theo dõi mấy cái clip của Lực Toàn, Phi Phi rồi Hải Ràm rồi Lê Nguyễn, thì mình mới thấy là cái Nhật cái vậy đó, thì bây giờ mình thấy ồ sao mình thấy tội cho mấy đứa bé quá, mà mình là mình thích là con nít lắm, với lại là mình khắt khe khe con nít, là giống như là mình giữ con nít đó rất là hầu giờ là đâu ra đó nó quen rồi đó đó, nên mình có dịp mình về là mình sẽ đem đồ đạc đồ quần áo đồ về cho con của Nhật nữa, nhưng mà trong thời gian này Mimi chưa có về được là vì Nhật chưa có ly dị, có sao nói vậy. Rồi Lực Toàn có hiểu cho Mimi là Nhật là vì sao Nhật mình không về được trong thời gian này, Lực Toàn mới xong là Nhật chưa có ly dị, nhưng mình không có mà thể làm những cái chuyện như vậy được, nhưng mà chị là đâu ra Mimi, đó. chị Mimi bây giờ là Nhật nó bị bao vây như vậy rồi, thì liệu chừng chị Mimi đã đặt cái tình yêu của mình dành cho Nhật một cách đích thực như vậy rồi, mà lỡ không may mà bên đấy đông người như vậy thì Nhật nó đi theo tiếng gọi của con tim thì lỡ không may mất thì như thế nào, chị Mimi có lo lắng có hồi hộp gì ở bên đó không?
Thì bây giờ mình có lo lắng, mình cũng vẫn lo, hồi hộp vẫn hồi hộp, nhưng mà có một cái là bây giờ là tùy theo mình nghĩ là do Nhật ấy, phải không? Bây giờ mình bay về á thì Nhật nói thôi để cho Nhật ly dị cái đã đó, mình có coi mấy cái clip là Nhật nói để Nhật ly dị thì bây giờ mình đợi cho Nhật ly dị đi, còn mà nếu Nhật mà muốn mấy cái u đó thì Nhật là thành ra một nhọt luôn. Tại u đó là u mụn nhọt không? Tại vì mấy u đó bây giờ nếu như Mimi nói cho Lực Toàn nghe, mấy u đó mà bảo đảm lo cho con Lực Toàn từ A tới Z, đừng có dựa hơi vô trong trong Nhật á, thì ok, Mimi đồng ý chấp nhận liền. Còn Thì cái này mà cứ người nào cũng tới với Nhật là em tới em ở với anh để em lo cho con, để em giữ cái thân của em. Rồi nếu một ngày nào đó không có tiền, không có gì ăn, rồi mấy đứa nhỏ ăn cái gì rồi ngó nhau, rồi bắt đầu là không có được vui, rồi dọn ra ngoài ở đó. Thì em Được có không? nghe, em có nghe thông tin là chị Mimi mà nếu như mà Nhật mà rối rắm như vậy rồi mà còn nhiều u đến nữa thì em nghe chị Mimi sẽ quyết tâm là về Việt Nam gấp luôn đúng không chị Mimi? Đúng. Thì nếu mà cứ dạy hoài thì mình sẽ bay về. Bay về gấp để giữ cái tình yêu của mình chứ Dạ. ha. Bay về gấp vừa giữ cái tình yêu và vừa làm sáng rõ câu chuyện này luôn. Và hồi đó là mình cũng chơi chơi đẹp luôn, chấp vợ của Nhật tới luôn, mình đâu có sợ đâu. Tại vì mình cũng có một cái bản lĩnh của mình. Mà em nghĩ là bây giờ là chị nên về sớm đi chứ không có tình hình kiểu này là em nghe nguy cơ là dễ mất lắm, em nghi ngờ lắm, nhiều lắm. Thì bây giờ thì đó, thì mình nếu mà Lực còn nói vậy thì mình sẽ sắp xếp thu xếp một ngày gần đây mình sẽ Tức là chưa cần ly về. dị này kia nhưng mà chị Mimi vẫn về để sắp xếp cái công việc và chờ Nhật Vẫn khi nào. nếu mà nó bối rối quá, mà nếu mà u nhiều quá thì mình phải về, mình phải về mình giải quyết nữa. Rồi thì chị có đôi lời nào gửi đến những cái vị u đó, gọi như là tình địch của mình á, trong cái giai đoạn này đang cạnh tranh với Nhật đó, là chị có đôi lời gì muốn gửi đến họ không? Có, bây giờ mình xin trước tiên là mình xin cảm ơn Lực Toàn ngày hôm nay đã thu âm cái lời tiếng nói của Mimi và cộng đồng mạng. Con xin phép với cộng đồng mạng, cô chú bác anh chị em gần xa xin vui vẻ và vui lòng với Mimi, cho Mimi vài câu gửi lời thăm và gửi lời chào và những lời với mấy chị u 40, 50, 60, 70 gì đó. Thôi trong thời gian này mình làm một cái gì đó, mình phải suy nghĩ lại, đừng có tấn công Nhật quá. Tại vì á, mình nếu mình cảm thấy cái khả năng của mình á mà lo cho con của Nhật được á, mà về kinh tế á, thì mình nên tấn công. Còn mà nếu mình cảm thấy mà không lo được á thì thôi, mong mấy chị u thông cảm giùm đi, nên quyết định tránh xa Nhật một chút để cho Nhật còn có tương lai để lo nhà lo cửa, rồi còn lo cho mấy đứa con nữa. Nói Dạ chung thì em xin là hết. chị Mimi gửi lời là các u đó sẽ không cạnh tranh nổi với chị Mimi đâu đúng không, chị Mimi Đúng tự tin. rồi, bảo Cho nên đảm là luôn, né né mình sang dám Nhật ra bảo ra, đảm luôn. né sang Nhật ra càng nhanh càng tốt, tại vì là chị Mimi đã quyết tâm rồi thì không ai có thể mà giành Nhật được của chị Mimi đúng không. Đúng rồi, Rồi nếu còn mà được. vậy mà mấy u đó mà còn như vậy nữa là Mimi sẽ bay về sẵn Việt Nam luôn đó. Rồi còn một vấn đề nữa em muốn hỏi tế nhị về cái vấn đề của chị Mimi nè. Bây giờ chị Mimi 42 tuổi rồi mà mười mấy năm cô đơn rồi, thì Nhật là bây giờ nó đang trong tuổi là sung sức như trâu hút mã đó, mà nó chị Mimi liệu chừng là cái vấn đề này kia nó có đáp ứng đủ nhu cầu cho Nhật không chị Mimi? Trời ơi, nói vậy chứ khi mà gần trai gái gần nhau thì nó khác, hiểu không? Tại mình ở xa thôi chứ trai gái gần sau nó khác chứ, tại mới có 42 mà đâu có già lắm đâu. Còn mấy u kia cho tới 40 mấy 50 mấy mà còn còn sung sức, mà Mimi mới có 42 mấy mà. Nói chung là cái vấn đề tâm sinh lý của chị Mimi là bây giờ là như thể là không phải 42 mà là thành 24 rồi đó ha. Tâm sinh Thì lý. đó, thì nó như vậy nên Mimi mới nói là mấy ông kia là làm gì làm,
Nhưng mà nếu mà cứ dạy hoài thì mà là Mimi sẽ về tại Việt Nam đó. Thì cứ mời Mimi vẫn mời mấy u đó tới ăn một bữa. Là ba ba mặt một lời đó, luôn á, là đối chất luôn á, để đó xem ba ai mặt mạnh một hơn ai lời đó, đó. đối chất luôn. Bây giờ em mời mấy chị tới đó, có Nhật có đó luôn, coi thử bây giờ Nhật muốn u nào, rồi mời mấy chị ăn một bữa trưa đàng hoàng, ăn một bữa cơm vui vẻ đàng hoàng, bắt tay nhau đàng hoàng. Nói chung là ai ai mà thua là tự động mà rút lui thôi, chứ trong nước mắt thôi chứ không thể nói Đúng năng gì hết thiệt. á. À, chứ không có nói vòng vòng nữa, cũng không có nói gì dài dài nữa. Rồi còn một vấn đề là em muốn hỏi chị Mimi nè. Rồi Nhật nó cứ đụng là nó đẻ rồi, thì năm năm đứa con này chị cũng biết rồi, mà cái sự sung mãn của nó thì nó cũng nói trong những clip trước là có một đêm nó dập 10 cái hay là một bao nhiêu nháy Rồi. đó. Thì liệu chừng là chị Mimi là sức khỏe thì đáp ứng nổi cái mà vấn đề tâm sinh lý rồi, còn cái vấn đề mà đẻ con thì như thế nào chị Mimi? Rồi bây giờ nói tới con, Mimi nói cho nghe nè. Ví dụ mà Nhật chưa có con, Mimi chưa có con thì ta nên đẻ, mà ta đẻ thì chỉ một đến hai đứa con thôi. Tại vì cái gì cũng vậy, mình phải nhìn trong cái khả năng và cái cuộc sống của mình. Chứ mình không có nên mà đẻ cho nhiều xong rồi mình thả con mình đó, là cái nghiệp của mình mang, là tội lỗi là do cha với mẹ tạo ra, chứ không phải đứng đứa con nít. Những đứa nhỏ là những đứa vô tội, mà cha mẹ mà tạo ra con là cha mẹ mới là người có tội. Tại vì khi mình tạo ra nó mà mình không lo được nó là tội của mình mang nặng lắm đó. Nên Mimi á, là giúp là thương những đứa bé đó. Đó Chứ còn rồi. còn sinh đẻ nữa là không bao giờ sinh đẻ nữa. Tại vì sao? Nếu mình sinh đẻ nữa là mình lo cho con mình đâu có lo cho con năm đứa con của Nhật đâu. Dạ đúng rồi, dạ. Chị suy nghĩ, chị tính toán như vậy là quá chi là sâu xa luôn, mà phải nói đến là con đường cho Nhật là quá ok luôn. Thì chị cho em hỏi là liệu Thì chừng chị đó. có thấy rào cản là năm đứa con đó, mà chị là biết là lo rồi, nhưng thương trẻ em rồi, nhưng chị có biết được rằng là nó khó khăn vất vả và khổ cực như thế nào không chị? Rồi, Lực còn nói, Mimi mới nói luôn, Mimi khi bước chân qua Mỹ là hai Mimi tự lập. Đã Mimi đi qua tới đây đoàn tụ gia đình. Rồi Mimi bước ra, khi mà Mimi có gia đình, Mimi tự bản thân Mimi tự lập luôn. Từ hồi giờ luôn, tự một tay mình lo sống xa gia đình, không gần gũi tới gia đình. Thì là Mimi đã quen cái cuộc sống cực khổ, vui buồn sướng, cái gì Mimi đã trải qua hết rồi. Nên bất cứ một cái gì Mimi vẫn chịu đựng được, nhất là thương những đứa nhẹ, đứa bé nhỏ và những đứa trẻ người trẻ nhỏ. Thì trong thời gian mà mười mấy năm trời vậy đó, là trái tim của chị Mimi đã sắt đá rồi, đã gọi như là trở thành là đông cứng rồi, là chị Mimi không đến với một ai, nhưng mà vì cái lý do là thương mấy đứa nhỏ của ông Nhật, cho nên là chị Mimi đã đập vỡ cái viên đá ở trong trái tim chị, rồi bắt đầu mở lòng lại đến với ông Nhật đó, đúng không? Đó là cái lý do đúng không ạ? Đúng rồi, là còn nói quá đúng. Tại vì lâu nay á, là Mimi là coi như trái tim là giống như là cứ lo cho con cho cái, rồi không có thời gian. Bây giờ hỏi Lực Toàn á, thời gian mình không có con thì có đâu mà cho người khác, mà người đàn ông nào đến với mình là mình phải có thời gian. Nên vì vậy Mimi không bao giờ mà nghĩ tới cái chuyện đó. Thì ngày hôm nay Mimi mới coi cái clip á của Lực Toàn Phi Phi rồi, thì mới thấy những cái hoàn cảnh, thấy Lực Toàn thấy Nhật như vậy, Mimi cảm cảm động, cảm động thì gọi về liền. Công nhận là chị Mimi là phải nói đến là cái tấm lòng rất là cao cả luôn á. Còn về cái vấn đề kinh tế là đúng là chị Mimi là nói là đảm bảo 100% là Nhật là không cần phải gọi như là đụng tay đụng chân gì ha, về với chị Mimi giống như là chuột sa vào hũ gạo rồi đó ha. Thì đó, thì bây giờ bữa Mimi có nói với Nhật, Mimi nói nếu mà Nhật mà ở Mỹ á, là năm đứa con này á, là coi như ra là có trợ cấp á, là giống như chính phủ đi học là được được miễn phí đó, chính phủ nó lo hết á. Cái đó là mình sự thật mà, Rồi Mỹ nó rất là thương con nít. rồi cái vấn đề này khi mà chị về Việt Nam chị rước Nhật với lại số lượng con đông như vậy, rồi liệu chừng nó có người gia đình người thân chị có bị ảnh hưởng gì không?
Không, tại vì Mimi lớn lên, Mimi sống tự lập với lại gia đình Mimi là coi như ba mẹ. Bữa trước Mimi có nói với Nhật là ba mẹ Mimi mất rồi. Rồi anh chị thì ai cũng có gia đình riêng. Còn cái cuộc sống Mimi từ hồi giờ Mimi tự lập mà. Mimi tự lập, Mimi làm cái gì là Mimi từ hai bàn tay Mimi là làm ra sự nghiệp ra luôn. Còn của ba má thì để lại cho cháu, cho đồ ở bên Việt Nam thì đều có phần ấy rồi. Mimi đâu có đụng tới những cái của hồi môn đó đâu. Còn cái chuyện của Mimi hiện tại thì Mimi làm đây là Mimi cũng là làm phước, vừa tình cảm mà vừa làm phước. Rồi con cái của chị Mimi chắc cũng lớn rồi chứ, mà liệu chừng rồi nó nghe rồi nó có đồng ý cho chị Mimi không? Ý là vì sao nó đi ra nó đại học là nó tự lập, nó tự ở riêng, nó đâu có ở với mình. Là mình là người, một người mẹ là quyết mình giống như là mình lo hết mọi thứ, là mình làm cái gì là mình nói cho nó biết, là nó hiểu điều đó. Tại vì con của Mimi nó cũng thích làm việc thiện lắm. Nói chung là tình yêu của chị Mimi dành cho Nhật là bây giờ là tình yêu vượt biên giới rồi đó, không phải là tình yêu trong biên Đúng giới nữa. rồi. Này là mà nếu như mà trở thành cái hiện thực là nó đẹp như trong một giấc mơ mà chắc cuộc đời Nhật không bao giờ mà nó mơ ước đến được. Thì đó là còn biết hôm qua mình có nghe Nhật nói là bây giờ có u nào u rồi, mình cũng thấy với chị Mimi là có tương lai hơn. Thì cái suy nghĩ của Nhật có thấy cũng là đúng đó, cũng là hay đó, cũng là vẫn là cũng là con là gọi là giống như là người cũng là hiểu biết đó. Nói chung là trong cái nghèo nghèo khó nhưng mà lại có cái sự minh mẫn về đầu óc mà khi mà suy nghĩ đến là chị Đúng Mimi rồi. ha. Rồi có rất là nhiều người người ta lên nói là chị Mimi, chị nói là chị ban xạo hay này kia, liệu chừng chị Mimi có phải ở bên Mỹ hay không, hay là ở Mỹ Tho đồ này kia, thì không biết chị Mimi có buồn không? Không, bây giờ mình đã sống á, mà mình đạp trên dư luận á, thì mình mới vươn lên. Còn cái cuộc sống á, mà mình cứ để cho dư luận nói một cái mình thụt lui á, là mình là coi như cuộc đời mình không bao giờ tiến lên nổi. Nếu mà Mimi ở Việt Nam, Mimi đâu có rảnh đâu, Mimi đâu có rảnh đâu. Tại vì á, là giờ này á, là bên Việt Nam á, là ban ngày là Mimi ban đêm, thấy không? Thì nếu mà Mimi không phải ở Mỹ thì Mimi đâu có ở rảnh đâu gọi làm những cái chuyện giống như vậy. Không, Mimi không có ở rảnh những cái chuyện đó. Tại vì đâu đâu có đem được cái gì lợi thì cho Mimi đâu. Đâu có phải Nhật là một cái người đại gia đâu. Ví dụ Nhật là đại gia đi thì Mimi có thể giấu trá được. Còn đấy Nhật là một cái gia đình nghèo khổ mà có 5 đứa con mà đang thiếu tình thương của người mẹ mà. Mình vươn tay ra mình giúp đỡ mà, mình làm cái đó là cái đạo đức của mình, làm tốt chứ đâu có gì xấu đâu mà mình phải xạo. Cho dù cộng đồng mạng có hiểu lầm Mimi vẫn vui. Bây giờ chị Mimi, ví dụ như chị Mimi ở bên đó lâu rồi, chắc chị Mimi nói được tiếng Anh hay tiếng Mỹ gì đó, chị Mimi hót cho em một một câu để cho cộng đồng người ta nghe được không ạ? Hi, how are you? Good morning. I love everybody. I hope everybody feel good. Don't think about me. I am the bad girl. I am living American. I am farmer. Toàn hiểu, lực toàn hiểu rồi. Mimi nói những câu đó hả? Chị đang nói tiếng Anh hay tiếng Mỹ đó chị? Tiếng ở đây là tiếng Mỹ. Tại vì mình đang sống ở nước Mỹ là mình phải nói tiếng Mỹ. Rồi, tiếng Anh em còn không biết chứ huống gì tiếng Mỹ. Đó thì cô bác nào mà nghe chị nói thì hiểu được cái câu này là biết chị ở bên nước nào rồi ha. Đó là xác thực rõ Thì ràng bây giờ ai muốn gọi vô mà muốn nói đàm thoại thì trả lời Mimi sẽ trả lời cho. Tại vì Mimi là hả? Mimi á, nói thật luôn, nếu mà Mimi là qua tới đây á, nếu mà nói ra muốn là Mimi kêu con của Mimi đối chiếu luôn, nói tiếng Anh cho nghe luôn. Tại vì bây giờ nếu mà Mimi hỏi được toàn á là hai lực toàn, how are you today? What are you doing today? Let me know. Thì bây giờ lực toàn đâu có trả lời được của Mimi đâu. Thì Mimi chỉ nói những cái câu Em biết câu là bình thường thôi. Chứ bây giờ how Mimi nói nữa thì lực toàn đâu có đường nào trả lời. How are you là có phải bạn ở đâu không?
How are you là bạn khỏe không? À bạn khỏe không? Where are you from là bạn ở từ ở đâu? Dạ. Ủa? Trời, Ủa? em nói tiếng Anh thì Còn có em cái không biết. câu, cái câu đặc biệt nhất á là của ai cũng biết đấy, là I love you, I À, love được. your Câu câu đó thì ok. À, em thì biết được tiếng guy. tiếng 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 tàu, tiếng này kia thôi, ví dụ như son lửng nồi dĩ. À, cái gì? Phong phiển có ông biển la là biển. À, đó là tiếng tiếng tàu Có lo biển không? Lo biển thì sẽ nhảy xuống biển mà tắm đúng không? dạ Nói chứ rồi người ta hiện cộng đồng mạng hiểu lầm cũng đúng, tại vì không ai tin tưởng cái sự thật nó sẽ xảy ra với Nhật. Thì dạ là còn cứ nghĩ đi, là còn xuống tới chỗ Nhật á, thấy không, mới đầu mạnh thường quân giúp cái này giúp cái kia, bây giờ xây bếp, xây cầu tiêu cái này cái kia, thì cứ đâu biết được đời đâu, cuộc dạ đời you never know. Đó là bây giờ Mimi nói luôn tiếng Anh, hồi nãy giờ Mimi vấp á, là nhiều cái từ Mimi phải nhìn vô cái chữ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nữa đó. Cái này là Mimi nói thật lòng, bây giờ Mimi mới nói thiệt luôn. Hồi nãy có nhiều từ Mimi hay bị vấp là vì cái câu của Mimi nói tiếng Việt, có nhiều cái từ Mimi phải suy nghĩ ra đó. Dạ. Tại vì bây giờ chẳng lẽ đang nói tiếng Việt với lực toàn nó chuyển qua tiếng Anh. Dạ. Tại vì hàng ngày mình đi làm mình nói chuyện với khách đó. Dạ. Chị Mimi có thể Thì nói rằng đó. là cái công việc của chị Mimi ở bên đó như thế nào không? Đây là tùy ý chị Mimi nha, chị Mimi muốn nói thì nói. Thì Mimi thì cái công việc thì hàng ngày đi làm, Mimi làm nail, À dạ dạ. Đó. working, Vậy my job, I do nail. dạ vậy là chị Mimi phải nói đến là làm nail là trang điểm nhan sắc rồi móng tay móng chân rồi này kia, là chắc chị Mimi là khá là xinh gái đó ha, nói chung là phải phải nói đến là Thì theo Mimi nghĩ thì chắc khoảng mình không dám tự tin mình lắm, nhưng mà mình cho mình cũng được 50. 50 là ok rồi, 42 mà 50 là quá 50. ok rồi. Dạ. Rồi em hỏi một câu này nữa nè, là cả cộng đồng người ta vẫn đang chưa tin tưởng được rằng là những lời chị Mimi là nói đúng, và nói rằng là chị Mimi chỉ là chọc ghẹo Nhật rồi này nọ thôi. Đó là ý của chị Mimi là không không phải là như vậy đâu, mà chỉ có muốn chọc ghẹo này kia rồi để cho Nhật ví dụ như nó tin tưởng quá rồi nó hụt hẫng thì sẽ như thế nào đó, thì chị Mimi có khẳng định rằng là chị Mimi đến với Nhật là thực sự hay không? Rồi bây giờ đó là Mimi, cái câu trả lời này rất là hay. Mimi đã nói rồi, Mimi đến với Nhật thật lòng thật sự. Mimi vừa là mạnh thường quân mà vừa là người giúp đỡ cho Nhật, và vừa là một cái tình cảm đến thứ cho Nhật. Dạ. Ok, I Dạ. tell everybody know Dạ. everything I do for you. Dạ. Thì Rồi đó, thì bây giờ Mimi ở Mỹ Mimi mới nói được như vậy, nói sao thôi chứ bây giờ để Mimi nói là toàn nghe mình nói nhiều quá thì người ta nói mình lỗ khoe Dạ. khoang, Dạ. mà mình không nói á thì người ta cho mình là giả dối Đúng rồi. xạo, thấy không? Thì bây giờ được toàn phải hiểu là Mimi là một cái người, là cũng là Mạnh Thường Quân, mà một cái người cũng là cái là tình cảm Dạ thì đem tới cho mình. thời gian vừa rồi đấy chị Mimi cũng có gửi về cho Nhật chút đỉnh này kia làm này làm nọ cũng giúp đỡ cho Nhật khá là nhiều, và lúc đó là Mimi vẫn vẫn giữ cái tình yêu của mình là chưa có thổ lộ, nhưng sau này rồi thì chị Mimi đã thổ lộ ra thì em đây là người là trực tiếp cầm tiền của chị Mimi thì em hiểu về cái vấn đề đó. À, em biết được là chị Mimi là thật lòng, mà quan trọng bây giờ là em cộng đồng người ta không có hiểu thôi. Nhưng mà chị Mimi cũng đừng buồn cái chuyện đó. Không không, Mimi không có buồn đâu. Mimi chỉ mong cộng đồng mạng hiểu cho Mimi Dạ. và thông cảm cho Mimi, Nói chứ đừng chung có trách Mimi, tội cho Mimi. là chị Mimi sẽ hành động bằng những hành động thực tế chứ không phải là nói cái miệng rồi này kia ha. Từ từ rồi mọi người sẽ chứng kiến Đúng được. rồi. Khi nào mà thằng Nhật đó, nó mở lòng, nó muốn đến với lại các U thì là chị Mimi sẽ xuất hiện và mọi chuyện trong êm đẹp luôn ha. Dạ. Đó Rồi. là thật lòng, là Rồi Mimi nói hết thật lòng mấy rồi đó. Dạ thì Rồi còn những lực toàn muốn hỏi gì nữa không? Dạ thì em chỉ mong là làm sao là nó có một cái sự thật và chị Mimi cưu mang được Nhật như vậy thì em cũng cảm ơn chị Mimi rất là nhiều thôi. Chứ bây giờ ai giúp được những hoàn cảnh trong cái lúc bi đát như Nhật thì chắc có lẽ rằng là
Cái đó là cái công ơn rất là lớn, công đức vô lượng sẽ đến với lại tất cả những cái người đó. Thì chị đã làm được cái vấn đề mà tụi em đang rất là lo lắng khi giúp gia đình nhà Nhật. Đầu tiên là chị đã hỗ trợ về những cái số tiền để thế này kia giúp đỡ cho gia đình Nhật. Thứ hai nữa là muốn cưu mang luôn trả cả cha con nhà Nhật để cho cha con Nhật đổi đời ở bên đất nước Mỹ. Thì em cũng không biết nói gì hơn, thì chỉ biết cảm ơn chị và chúc cho chị sức khỏe thôi, rồi cũng như là thành công trong cái công việc, trong cái suy nghĩ và cái hành động của mình tiếp theo là làm cho gửi những cái gì tốt đẹp đến cho Nhật đó. Đó, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Yeah, you welcome. Rồi thank you Lực Toàn. Hôm nay Lực Toàn cho Mimi đối thoại với Lực Toàn và trả lời và nói những gì, và cho Mimi gửi lời thăm cộng đồng mạng và mọi người, bà con, cô chú bác, một lời chào thân ái. Dạ rồi, vậy em cảm ơn chị Mimi. Em chúc gia đình chị Mimi sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha chị. Cảm ơn chị ạ. Ok Lực Toàn, thank you Lực Toàn nhiều ha.